Nguồn tin của Tiền Phong chiều nay ngày 16 tháng 10 cho biết, cơ quan công an đã bắt đối tượng đột nhập biệt thự, phá két sắt lấy đi 100 lượng quà, nhiều quà nữ trang, đô la Mỹ, ngoại tệ, kim cương, với tổng giá trị trên 5 tỷ đồng của nữ ca sĩ Nhật Kim Anh. Theo Nhật Kim Anh, cô chưa có thông tin nên không thể nói gì, nhưng cô kỳ vọng trình độ của các chiến sĩ công an sẽ điều tra và từ hiện trường vụ trộm tại nhà cô để có thể bắt được thủ phạm. Tôi cứ nghĩ là đã mất hết rồi, không có kỳ vọng để lấy lại tài sản. Nhưng nếu công an bắt được kẻ trộm thì các anh quá giỏi, Nhật Kim Anh nói. Nhật Kim Anh đã từng rất buồn vì tài sản bị mất quá lớn. Nhật Kim Anh cũng cho biết trong thời gian vừa qua, vụ mất trộm khiến cuộc sống và việc làm của cô bị rất nhiều ảnh hưởng. Số tiền bị mất là tiền cô vừa bán nhà, đang dự tính sẽ đưa vào làm vốn để quảng doanh mỹ phẩm. Khi bị mất, Nhật Kim Anh đã phải xoay sở rất nhiều để có thể kế tiếp quảng doanh. Nhật Kim Anh cho biết, bạn bè, người thân đã động viên, hỗ trợ tôi rất nhiều để tôi vượt qua khó khăn. Dù bị ảnh hưởng nhưng tôi vẫn nỗ lực để làm tốt mọi việc như trước đây. Vai diễn Thị Bình của Nhật Kim Anh trong Tiếng Sét Trong Mưa. Và bên cạnh sự động viên của bạn bè, Nhật Kim Anh cũng lấy lại tinh thần rất nhiều khi bộ phim Tiếng Sét Trong Mưa với vai Thị Bình do cô thủ vai đã được người theo dõi tấn công giá cao. Tôi rất bất thần khi vai diễn được người theo dõi tấn công giá cao. Nhiều người theo dõi khi xem phim đã khen vai diễn của tôi, ra đường tôi cũng được nhiều người gọi tên Thị Bình và dành nhiều tình cảm quý yêu thương đối với tôi, cô nói và cho biết đang thực hiện bộ phim Vua Bánh Mì.